Vâng, mến chào các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của cửa hàng Hoàng Anh Âm Thanh. Hôm nay thực sự là một ngày rất là bận rộn bên em, bởi vì lô vang số X8 hàng bãi mà em có review và báo giá cho các bác trong clip tối ngày hôm qua. Thì trong số đó thì có rất là nhiều bác có đặt kèm cùng với lại mic không dây TKN DK790 mà bên em có nhập về và đang bán. Và thực sự với các bác, cái lô mic này em về tổng cộng gần 60 bộ các bác nha. Cho đến bây giờ nó chỉ còn hơn một thùng của nó chỉ còn đó chưa đến chục bộ. Có 7-8 bộ gì đó nữa là hết hàng, là cháy hàng cái dòng mic này. Và đây là dòng mic rất đáng để chơi. Về dòng vang thì em cũng đã review rất là chi tiết cho các bác, đường trước, đường sau, ngoại thất, nội thất. Còn hôm nay nó sẽ là một cái clip test về cái khả năng xử lý effect cũng như là khả năng chống hú trên con vang X8 EK360. Và cũng là một cái clip để anh em có thể cảm nhận được cái khả năng xử lý trên cái micro TKN DK790 nó hay như thế nào các bác nhá. Thì nói đến X8 thì khi em gửi đi cho các bác đó, những anh em đặt hàng ấy, thì mỗi một người sẽ có một cái điều khiển như này. Để làm gì ạ? Để thứ nhất là anh em khi anh em về, anh em chỉ việc cắm vào chơi và chúng ta không cần sờ vào con vang nữa các bác nhá. Muốn to nhỏ mic thì chúng ta sẽ bấm ở cái volume đó, mic cộng mic trừ này đó, music cũng vậy, effect. Và đây là những cái M1, M2, M3, M4 ấy, là những cái cấu hình em đã lưu sẵn để các bác có thể trải nghiệm. Ví dụ như là Echo, Echo Reverb, Reverb 0, Echo 0. Đó, nó rất là nhiều những cái cấu hình để anh em có thể là trải nghiệm, có cái khả năng chúng ta hát nó cảm thấy nó thoải mái nhất. Là anh em cứ để anh em chơi. Và bây giờ thì xin mời các bác cùng thử nghe nhé. Thử nghe cái khả năng xử lý trên con vang X8 cũng như là với cái dòng mic TKN DK790. Em đang bán, vì thực tế là cái lô mic này em chưa có bất cứ một cái review nào hết, mới chỉ có một buổi live stream duy nhất là các bác, mới một duy nhất chỉ một buổi live stream, và bây giờ số lượng cũng không còn nhiều, cho nên là bác nào mà đang có nhu cầu thì các bác cũng nhanh tay liên hệ đặt hàng. Đây là dòng mic thực sự đẳng cấp và rất đáng để chơi với cái giá nó quá là bình dân rồi các bác, với cái giá quá là bình dân đó. Đây, hiện tại em đang ghép cùng với TKN các bác nhá, TKN vang số X8 đó, đẩy và chơi cùng với cặp loa full của SK Audio. Đây là dòng loa cũng cực kỳ hay. Và xin mời các bác cùng nghe cảm nhận đầu tiên, đó là cái cấu hình cái echo và reverb. Mọi người nghe. 1 2 6 7. Bà tuổi đưa tôi ra đầu làng, một mình ba đôi cả trời nắng to. Tiếng rất là nảy các bác, đối với TKN DK790 tiếng nó quá nảy luôn, rất là giòn, hát cực kỳ sướng các bác ạ, hát cực kỳ sướng luôn. Và đó là cấu hình đầu tiên, đó là cấu hình cả echo và reverb. Bây giờ em sẽ bấm sang cấu hình 2, ví dụ như cấu hình 2 nó sẽ là mình reverb, mọi người nghe nhé. Mình chỉ cần bấm thôi các bác là nó tự nhảy thôi. Đây, xin mời các bác. Link 1 2 6 7. Ba tôi đưa tôi ra đâu làm, một mình ba đôi cả trời nắng to. Rất là tuyệt vời, thực sự con vang số X8 là cái reverb nó quá là hay luôn các bác. Và sẽ có một cấu hình echo không hoặc là nhiều reverb ít echo. Đó, có nghĩa là ở trên đây nó sẽ có 6 cấu hình thì em đã cài cho các bác cả 5-6 cấu hình cả rồi. Về anh em chỉ việc bấm vào trải nghiệm thôi các bác nha. Tiếng rất là tuyệt vời, khả năng xử lý effect đỉnh của đỉnh luôn. Con vang thì em sẽ không có review thêm nữa các bác nhá. Con vang thì em sẽ không review thêm nữa. Em sẽ nói thêm một chút về cái dòng TKN DK790. Thứ nhất, đây là dòng mic sản xuất cho thị trường nội địa các bác nhá. Nó họ lưu hành nội địa luôn và nó không có bán về Việt Nam hoặc là không có bán về cho những cái nước khác. Đó, cho nên cái chất lượng của nó là nó theo tiêu chuẩn của Trung Quốc. Em nói luôn theo chuẩn Trung Quốc, và cái sự chi tiết cũng như là cái độ đẹp thẩm mỹ cũng như là cái chất lượng của nó là tuyệt vời. Với cặp mic TKN anh em hoàn toàn có thể làm sự kiện, bởi vì là đã test ở những cái dòng mic này thực sự các bác sóng cực kỳ xa và ổn định đó nha. Tay của nó thì nó là dạng tay nhôm titan, kể cả cái giọ vậy, cái giọ này cũng rất là dày các bác nha. Củ côn của nó thì nó là dạng côn lụa. Đây em cũng sẽ mở ra cho anh em xem cái củ côn của nó, rất đỉnh luôn các bác ạ. Đây, côn nó đây các bác. Này, ở ngay vị trí này thì nó sẽ có một cái vít. Đây, ngay cái vị trí rọ này có cái vít để chúng ta mở ra. Nó là cái khóa đấy các bác. Thank you.
Đây, mọi người nhìn đây ạ. Đây là dòng côn lụa các bác nhá. Đối với những cái dòng mic bãi của TKN thì nó đều sử dụng cái côn lụa như này. Và giá mọi người biết ở đây nó không hề rẻ một chút nào. Đối với mic TKN giá nó không hề rẻ một chút nào hết. Kể cả những cái bộ mic bãi mà tay đẹp thì giá nó đã gần 3 triệu rồi. Trong khi đây là một bộ mic nội địa hàng đập hộp luôn các bác. Giá chỉ có 3 triệu 800 nghìn đồng. Rất đáng để anh em chơi các bác nhá. Đây, côn nó đây các bác. Bắt mic quá tốt luôn. Và anh em yên tâm rằng không bao giờ lo vỡ tiếng. Thực sự các bác luôn không bao giờ lo vỡ tiếng. Tự ngắt và gia tốc đầy đủ khi mà chúng ta đặt xuống này. Khi chúng ta đặt xuống đó, thì nó sẽ hiện lên cái ánh trăng, cái mặt trăng. Đấy mọi người thấy chưa? Này tự ngắt rồi này, mình chúng ta cầm lên. Đó, nó sẽ tiếp tục hoạt động trở lại. Và hoạt động rất là nhạy luôn các bác, rất là nhạy. Tất cả những cái thông số kỹ thuật của nó đều là tiếng Trung. Bởi vì đây là dòng mic sản xuất cho thị trường nội địa. Và vì nó lưu hành nội địa và bên Trung Quốc hiện tại đang có dịch, cho nên là mỗi một bộ mic này nó sẽ có cấp cho 2 khẩu trang. Thực tế là em không dám dùng. Thực tế là em không dám dùng. Bởi vì là đây là em nói thật nhá, em không dám dùng. Nhưng mà đây là cái dòng sản phẩm lưu hành nội địa, cho nên là nó đều có 2 khẩu trang trong mỗi một hộp mic như này. Và tất nhiên một bộ mic nó sẽ đầy đủ tất cả những cái phụ kiện đi kèm, như là chống lăn này các bác. Một bộ chống lăn rất là xịn các bác nha. Chống lăn rất là xịn, nguồn xịn. Và có thêm cả tai nữa. Có cả tai cho anh em bắt vào tủ ấy. Đó, không thiếu một cái gì hết. Tất cả những cái ni lông các bác nha. Những cái ni lông mà nó bọc từ cái tai này, à cái tai mic này cho đến cái đầu thu, nó đều có cái dòng, đều có in cái logo thương hiệu của họ là TKN. Nó không giống như những cái dòng mic, kể cả là Beyer mà anh em thấy anh em đặt thương hiệu ấy, thì nó hầu như nó chỉ là một cái ni lông trong thôi nha, không có cái chữ này đâu. Và đặc biệt thì ở cái đầu thu này phải nói nó thiết kế cực kỳ đẹp các bác nha. Nó là dạng đầu thu màu đen, cực kỳ khỏe luôn, quắc màu xanh. Và ở ngay cái vị trí phần logo đó, TKN DK790 thì nó sẽ có cái logo gọi là logo phát sáng. Con này sóng cực kỳ khỏe. Nếu anh em mà chơi một cái combo cả vang X8 và mic TKN này thì thực sự là một trong những cái combo đẳng cấp luôn các bác. Em bao hay cho mọi cái cấu hình của các bác luôn ấy. Tiếng nó hát rất là hay, rất là nảy, rất là giòn. Bắt mic cực kỳ tốt. Nó hỗ trợ chúng ta một cái giọng hát nó quá là phê luôn. Đối với một con vang X8 hàng bãi xịn này nữa, hàng nội địa này nữa, thì thực sự luôn mà các bác, không có gì để mà nói. Bởi vì khả năng chống hú của nó là đỉnh cao các bác. Khả năng trong hú của nó đỉnh cao. Hiện tại mọi người thấy đấy, em đang kết hợp cùng với lại loa phun trước mắt các bác nha. Linh. Rất hay. Và anh em có nhu cầu, các bác nhá, anh em có nhu cầu chúng ta sẽ nhanh tay để liên hệ đặt ngay cặp mic TKN DK790 này về em ạ. Giá chỉ có 3 triệu 800 nghìn các bác nhá. Giá chỉ có 3 triệu 800 nghìn và giá trên đã bao ship. Đây là hàng nguyên bản, à xin lỗi các bác, đây là hàng mới tinh, đập hộp. Còn một vài năm nữa thì sẽ anh em sẽ thấy những cái sản phẩm hàng bãi của cái thương hiệu này nó sẽ về Việt Nam chúng ta. Còn bây giờ thì nó là hàng mới đập hộp, giá chỉ có 3 triệu 800 ngàn đồng. Thì bác nào quan tâm thì nhanh tay liên hệ trực tiếp với Hoàng Anh Nam Thanh số điện thoại 0908 913171. Một lần nữa xin kính chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.